nhà này ai cũng bận việc hết, chỉ có một mình con là rảnh rỗi thôi, suốt ngày chỉ biết ăn hại. Tại con... Tại bị cái gì? Con lúc nào cũng tại bị hết á. Con được chăm sóc đàng hoàng rất là chu đáo, được cho đi du học tốn biết bao nhiêu là tiền của, rốt cuộc là cái gì? Không được gì hết. Còn con Minh Ngọc á, so với nó còn không bằng một góc. Bây giờ Minh Ngọc nó đã được làm nhân viên chính thức của một công ty, còn con thì sao? Không biết xấu hổ hả? Thôi được rồi mẹ, có Hoàng Yến ở đây mà. Thì sao chứ? Sẵn có Hoàng Yến đây mẹ hỏi luôn nè, con thấy cô nói vậy đúng hay sai? Dạ. Còn cái kiểu gì vậy không biết. Thôi lo mà dọn dẹp đi nghe chưa, bây giờ nhìn cái mặt con là đã thấy chán rồi đó. Thôi bà ngồi ăn nha, tôi vô dọn. Thôi để tớ dọn phụ nhá. Không còn đâu. Làm sao để giúp cậu ấy được đây nhỉ? Đi ra đây. Ôi. Đi ra đây. Cậu có muốn sống không đấy? Muốn. Gì vậy? Muốn đúng không? Cuộc sống ấy là phải chiến đấu, là phải hoạt động. Đấy, chứ nhìn bộ dạng ủ rũ như cậu đi, chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn thôi. Thôi tôi không chơi đâu, tôi mệt lắm. Thôi này, cậu nhá, không có sự lựa chọn đâu. Bây giờ này, xem tớ là mục tiêu cuộc đời cậu. Ném trái bóng đó vào tớ, ném càng mạnh càng tốt. Nào. Thôi tôi không làm được đâu. Tốt, tốt, rất tốt. Này bây giờ cậu thấy như nào, cảm giác sống lại được chưa? Chưa biết. Cậu phải chiến đấu, cậu phải hoạt động nhá. Nhìn thẳng vào tớ, hét thật to, tôi sẽ làm được. Nào, vô. Tôi làm được. Tốt. Này, bây giờ cậu cảm giác như thế nào? Đã thấy sống lại chưa? Nói. Máu. Ê, mày Yến. Trời, tôi nói tôi làm không được rồi mà. Ừ, có sao không? Yến. Gì Yến? Ủa, sao tự nhiên lo tôi đi đâu vậy? Nhìn đi. Cậu đã cảm thấy bản thân mình may mắn chưa? Tay chân thì lành lặn, có quần áo đẹp mỗi ngày, có cơm no áo mặc. Người ta có gì, quần áo thì rách dưới, thậm chí là phải chịu đói, chịu khát nữa. Cậu có cảm thấy có lỗi với bản thân mình không? Hả? Tớ biết là trong giai đoạn này cậu đang gặp khó khăn, nhưng mà cậu không thể nào cứ sống như thế này mãi được. Cậu phải tự tin lên, vực dậy lại tinh thần của bản thân mình đi. Hiểu không? Bây giờ nhá, mang cái túi quà này lại tặng người ta cùng với tớ. Khi mà cậu cho đi ấy, cậu sẽ cảm thấy bản thân mình thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi. Cháu chào chú ạ. À, cháu với cả bạn của cháu có một món quà nhỏ muốn tặng cho chú ạ. Dạ con gửi chú. Cảm ơn. Dạ. Cậu thấy chưa, một cái món quà nhỏ như thế thôi mà người ta đã cảm thấy hạnh phúc như vậy rồi. Ai như cậu có mọi thứ chưa bao giờ cảm thấy là đủ cả. Trời ơi trời. Cái... không có gì đâu chú, mấy cái này cho chút xíu à. Trời đất ơi, chú thích lắm á. Đu. Nhìn cũng sang chảnh. Này là con nhà giàu nè. Mà sao làm từ thiện gì có nhiều đây vậy? Ổ bánh mì, bịch sữa, tôi ăn cái hết liền à. Trời đất ơi, chú ơi. Ê, bánh mì với cả là hộp sữa là đủ rồi còn gì nữa. Của ít lòng nhiều mà chú. Làm từ thiện thì có tâm chút đi. Không thôi, tôi không có tiền, tôi mới đi ăn xin. Ba cái đồ này á, ngày nào nhóm từ thiện nó không cho. Nè, làm ơn, cho thì cho có tâm chút, còn không thôi. Chú ơi, sao chú quát cháu? Ê. Nếu chú không cần ý, thì trả lại đi cho cháu, cháu cho người khác chứ. Đó, 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 thấy chưa? Trời ơi, cho rồi còn lấy lại nữa kìa. Nè, làm từ thiện kiểu gì kỳ vậy? Ừ, không có rồi thôi, bực bội à. Chú đi được kìa. Trong tay không tiền, nào mày ai thương. Đi bỏ, bỏ đi mà. Coi như mình xui đi, gặp mấy người thích lợi dụng người khác. Xin lỗi Minh Anh, thực ra hôm nay tớ kéo cậu ra đây là muốn cậu đi làm từ thiện với tớ, để cậu cảm thấy thoải mái, tích cực hơn. Nhưng mà
Tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Tôi lúc nào cũng buồn bã, tự trách bản thân mà không tự tìm cách đối mặt. Là con trai mà yếu đuối hơn con gái nữa. Sau cái lần mà Yến bị đập trái banh vô mặt á, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi phải thay đổi. Thật ra tôi đã được một công ty bán hàng nhận vào làm rồi đó. Thật á? Thiệt. Sao bây giờ mới nói? Nãy chưa kịp nói gì hết mà Yến dắt tôi ra đây rồi. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thấy chưa? Như thế mới là minh anh của tớ quen, tớ biết chứ. Thế bao giờ cậu đi làm? Ngày mai. Ôi thật á? Thiệt. Chúc mừng cậu. Người ta nhìn. Về thôi Yến ơi. Yến ơi, Yến. Vô. Trà sữa quán này ngon đấy. Yến, tôi cảm ơn bà nhiều lắm á. Cũng nhờ bà mà Minh Anh mới chịu hả phấn chấn tinh thần lên. Chứ không hả, suốt ngày cái mặt cứ trụ. Rồi gặp ba mẹ tôi thì suốt ngày càm ràm. Rồi tôi nghe hả, tôi muốn tẩu hỏa nhập ma luôn. Chuyện nhỏ mà, cậu không cần phải khách sáo như thế đâu. Hai người là bạn thân của tớ, làm sao mà tớ bỏ rơi hai người trong lúc hoạn nạn được, đúng không? Minh Ngọc này, thực sự là tớ nể cậu lắm luôn ấy. Cậu là một người thiệt thòi hơn Minh Anh rất nhiều. Nhưng mà cậu lại không bao giờ oán trách cái điều đấy nhỉ? Ngược lại nhá, cậu lại luôn âm thầm bảo vệ Minh Anh và giúp đỡ cậu ấy rất nhiều luôn ấy. Thì tôi hỏi bà nè, nếu như mà tôi không đứng ra giải quyết hết tất cả các chuyện á, thì cái nhà này hả nó đã rối loạn lên vì Minh Anh rồi. Bà hiểu không? Nhưng mà cậu là người bí mật tác động vào công ty để mời Minh Anh về làm. Nếu như mà Minh Anh biết ấy, thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. Thì cứ để cho Minh Anh phỏng vấn đi đã, rồi chừng nào lên công ty gặp thì tính sau. Nhưng mà ai cần em giúp? Minh Anh. Ui. Minh Anh à, thực ra là Minh Ngọc chỉ muốn tốt cho cậu thôi, chứ không phải là như cậu nghĩ đâu. Em coi anh là cái gì? Hay là em ghim anh? Hồi đó lúc nào anh cũng được mẹ cưng chiều hết, bây giờ anh xa cơ thất thế rồi em hả dạ lắm đúng không? Em rõ ràng là em muốn giúp đỡ anh mà. Mà thái độ của anh vậy á hả? Em có giống như mẹ, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình. Giúp anh, giúp anh mà sắp xếp mọi thứ theo ý của em. Em lén lút như vậy, đó không phải là giúp, là coi thường anh đó. Minh Anh à, đừng bao giờ giúp đỡ anh theo cái kiểu thương hại đó, nhóc con. Minh Anh. Minh Anh, mở cửa ra coi. Anh không có gì để nói với em hết, đi chỗ khác chơi. Sao cái thái độ của anh giống với đứa con nít quá à? Em thử đặt mình vô vị trí của anh đi. Em có thái độ giống vậy không? Thì đúng là em có nhờ phòng nhân sự xem qua cái CV của anh. Nhưng mà chỉ xem thôi, đâu có làm gì đâu. Là anh cũng tự đi phỏng vấn. Rồi anh vượt qua vòng phỏng vấn thì mấy sếp mới cho anh cơ hội thử việc. Chứ em đâu có làm gì đâu. Em không làm gì. Chị sao không nói luôn cái chuyện em làm sếp của anh đi. Thì cái chuyện mà em được công ty chuyển công tác về thì em cũng mới biết hôm nay thôi. Chứ em đâu có giấu gì anh đâu. Mà anh mắc cười quá à. Em cho anh cơ hội anh không biết nắm bắt mà hả, con đó còn lẫy trách ngược lại em nữa là làm sao? Mắc gì anh tự ái với em? Đúng, anh được nhận là vì thực lực của anh chứ không phải vì cái bóng của em. Chưa, nãy giờ em có nói gì đâu. Vậy chị công ty có ai biết mối quan hệ của hai đứa chưa? Chưa, mà sao? Chị thì chóng mắt lên mà coi. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, anh sẽ là người thay thế cái vị trí của em. Tới lúc đó đừng có mà đi bếp xếp với ai. Anh là anh trai của em hay chưa? Chắc thèm. Để tôi coi anh làm được cái gì. Đồ Minh Anh ba gai. Mày ba gai á. Minh
Đưa tiền đây. Em cầm đi, đừng ngại. Ê, chị Ngọc ơi, chị tha cho em lần này được không? Lương thử việc em còn chưa có nữa. Giờ chị lấy tiền này là chiều nay em nhịn đói luôn á. Trong công ty có quy định là không được ăn giữa giờ. Rồi các ăn coi kìa, ăn mặc lôi thôi lết hết đi làm. Bộ hai người đang tính thử lòng kiên nhẫn của tôi hay không? Trời ơi, có đâu, anh ăn mặc đúng đàng hoàng lịch sự luôn á. Anh nói cho em nghe, đó giờ em có thấy ai mà phát từ game mà mặc Weston như anh không? Anh hay quá ha, mặc Weston. Tôi chưa hỏi anh nữa, bộ nhà anh đang có truyền thống là ngủ vậy là không có chảy đầu hay sao vậy? Ý không có nha, cái này là cơ địa đó vậy á. Cơ địa? Còn anh? Nhưng mà... ăn mặc như vậy đó hả? Ờ, tại sáng đi sớm quá nên là... Nhìn, không có tại bị thì là trời sáng trời tối lý do lý cháu gì ở đây hết. Hả? Hai anh là bộ mặt của công ty ha. Cái chuyện đơn giản ăn mặc chỉnh chu để tôn trọng khách hàng hai anh còn không làm được thì cứ nghĩ là mình vượt qua được cái dòng thử việc không hả? Đưa đây. Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì đâu cần công an để làm gì hả? Xin lỗi mọi người. Ê, gì vậy? Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa anh mới tới? Mặt trời nó mọc lên đỉnh đầu luôn rồi. Sao anh để tôi nhắc hoài vậy? Cái chuyện đơn giản, cái kiến thức cơ bản, khách hàng không bao giờ chờ đợi chúng ta, chỉ có chúng ta chờ đợi khách hàng thôi. Anh hiểu không? Sao anh để tôi nhắc anh hoài vậy Minh Anh? Không phải, tại cái đồng hồ báo thức. Nín. Đi làm là phải biết kỷ luật bản thân. Nếu như không quản lý được bản thân á thì ở nhà cho ba má nuôi đi cho khỏe. Tôi bắt anh phải mời cà phê mọi người. Ủa, mắc gì? Sao? Tôi phạt vậy là còn nhẹ đó nha. Hay là mấy anh muốn tôi phục vụ lại đây hả? Ok, mua cà phê thì mua cà phê. Uống gì? Cà phê sữa. Tao không có hỏi mấy người. Thôi, giờ làm ăn uống cầm. Tôi để ý hai anh đó nha. Đi làm đàng hoàng không có làm biến. Nhớ mua cà phê sữa, ít sữa nhiều đá. Nhớ xin thêm ly trà đá nữa nha. Em muốn bạc xẻo, không uống phê sữa nha. Nè, bộ em tính làm nhục anh trước mặt mọi người đó hả? Gì? Công ra công, tư ra tư. Chuyện công ty là ở công ty, không có liên quan gì tới nhau nha. Hay là anh muốn tất cả mọi người biết mối quan hệ của hai tụi mình? Ok, công ra công, tư ra tư chứ gì. Thích thì chịu. Anh em là anh em, nhưng mà lạng quạng là tôi trừ lương đó. Vậy có mua cà phê không? Có, đi đi. Trời ơi là trời, tiền của mình mà nó cũng dám bào nữa. Con nhỏ này. Nghĩ đến cái cảnh mà sáng giờ ngoài đường nắng nôi vậy. Bây giờ chỉ ước đi cà phê. Cà phê đây. Ủa? Anh đi mua cà phê gì đâu mà giờ này mới chịu về vậy? Anh có biết là sếp Ngọc bắt tụi em là phải lụm từng tờ rơi lại nè. Mà cũng chết vậy đó. Thiệt luôn á. Trên đời này từ đó đến giờ chưa thấy sếp nào mà tàn án cho sếp Ngọc luôn á. Ủa vậy rồi trưởng nhóm đâu? Thì giờ này chắc đi về công ty nằm máy lạnh hưởng cho nó sướng rồi chứ còn gì nữa. Cực khổ rồi để tụi này chịu cho. Em quyết định rồi á, em á không để cho cái vụ này chìm đâu. Em phải báo cáo với cấp trên nữa là sếp Ngọc lạm quyền, ức hiếp nhân viên, chèn ép cấp dưới. Đúng vậy, anh thấy đúng nha. Lần này anh chơi tới bến luôn. Xíu nữa mà sếp Ngọc xuất hiện nha, anh chửi te tua luôn. Biết sao? Phải giành quyền lợi cho mình, đúng không? Hôm nay phải làm tất cả để giành lại quyền lợi. Quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Quyết định cái gì? Làm không lo làm, tụ tập ở đây làm gì hả? Nói xấu nhau hả? Tụi tôi không tụ tập thôi sếp. Anh em nhân viên tụi tôi đã quyết định rồi, phải lên tiếng đòi lại quyền lợi cho mình. Mọi người lên tiếng đi. Đòi gì hả? Làm việc không lo làm việc, dám xúi dục đồng nghiệp hả? Làm gì kiếm chuyện với cấp trên. Anh hay ha, đồng nghiệp của anh đang làm việc rất là chăm chỉ, có một mình anh là làm biến thôi. Làm biến. Đưa tiền đây. Tiền gì? Tiền làm biến. Bao nhiêu? 100. Còn có 200 mà. Để dành cho lỗi lần sau. Trời, lụm hết tờ rơi này cho tôi, nhanh. Báo thiệt chứ. Thôi làm tiếp đi. Nhanh lên, trễ dạ. Rồi. Ăn sáng thôi. Tăng 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 tăng. Nè.
Ủa, hôm nay con không có tăng ca hả? Trời ơi, vậy má, nay ngày nghỉ mà, phải cho con thư giãn đầu óc chút xíu chứ. Chứ đâu phải là ai muốn đè đầu cửa cổ con cũng được đâu. Sao? Anh làm việc không hiệu quả, tôi chửi anh rồi anh nói tôi đè đầu cởi cổ anh hả? Ủa thì nó đúng thôi chứ muốn gì nữa. Thôi, hai đứa thôi đi. Ông ngoại nó ngồi thiền hết trơn. Dạ, nhỏ thôi. Dạ, con biết. Dạ, em nghe sếp ơi. Dạ. Dạ, cái bản báo cáo ngày hôm qua là em đã gửi cho sếp từ chiều rồi. Sếp chưa nhận được hả? Dạ, rồi để em check lại rồi, rồi em cái gì em gửi sau cho sếp nha. Nè, Minh Anh. Dạ. Cái bản báo cáo ngày hôm qua tôi kêu anh gửi cho sếp. Anh gửi chưa? Chưa. Ủa? Em gửi xác cho anh lúc 5 giờ 31 phút. Tức là hết giờ làm việc rồi. Ủa hết giờ thì anh nghỉ thôi, anh về nhà chứ mắc gì. Trời đất ơi, cái bản báo cáo nó quan trọng vậy mà anh làm việc hời hợt vậy đó hả? Bây giờ sếp lớn đang cần gấp, anh lên anh gửi file liền cho tôi đi. Muốn gì? Thì 8 giờ rưỡi sáng thứ hai anh sẽ gửi cho em. Bây giờ là ngày nghỉ, anh cần được thư giãn, thấy không? Ủa chứ phải em nói hả? Công ra công, tư ra tư. Ăn sáng anh còn chưa ăn xong nữa. Nhỏ này. Cái đồ vô trách nhiệm. Bây giờ anh có gửi file cho tôi không? Anh gửi liền ngay lập tức cho tôi. Muốn thì tự đi mà kiếm.